hỏi. Lúc niệm khởi lên thì làm sao khống chế được nó, làm sao để không bị lôi cuốn theo niệm bậy? Đáp: vừa khởi niệm mà biết được ngay thì đó là giác. Giác rồi liền không còn nó nữa. Nếu chú giác ngộ biết nó là niệm bậy thì nó sẽ biến mất. Còn nếu chú chạy theo niệm xấu và không nhận ra đó là niệm xấu thì không ai cứu nổi chú đâu. Niệm khởi liền giác, giác rồi liền không. Khi đã giác ngộ thì chú sẽ không còn theo vọng niệm nữa. Vọng niệm là không có căn gốc, vậy chú đi đâu tìm gốc rễ của vọng niệm đó chứ? Chú không chạy theo vọng niệm, nhưng nếu niệm có nổi lên thì chú đừng hợp tác với chúng là được rồi. Hỏi: chúng con có thể nào thỉnh sư phụ nói về kinh nghiệm ở đời của sư phụ không? Đáp: tôi sống không phải là để làm ăn kiếm tiền, đó là kinh nghiệm từng trải của tôi. Hỏi: tứ đại giai không, chư pháp vô thường, vậy cái gì là bổn lai diện mục? Đáp: quỷ. Hỏi: con biết rõ nóng giận là không tốt, như lúc gặp chuyện con tự biết là mình không được nổi nóng, nhưng con vẫn không nhịn nổi rồi lại phát cáu lên, xin hỏi tại sao lại như thế? Đáp: lúc đói bảo chú đừng ăn cơm, nhưng tại sao chú vẫn muốn ăn hả? Ha ha ha,